tất cả cút cút ra, cút cút ra để cho bút tơ fly thể hiện nào. Trời ơi, thấy các bạn comment yêu cầu nhiều quá thì mình sẽ làm clip về vị tướng bút tơ fly cho các bạn xem rồi nè. Trời ơi, trang phục đẹp không? Trang phục đẹp không? Giữa gọi là cái bầu trời nắng nóng như thế này thì mình phải chơi cái gọi là trang phục băng giá như thế này nó mới chết lừ nha các bạn. Chết lừ như cây xà cừ luôn đấy. Ghê gớm chưa? Các bạn thấy ghê gớm chưa? Trời ơi, trang phục đẹp lắm, đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn đấy các bạn ạ. Mình tới với các bạn rồi đây. Anh Hảo cờ cờ, ai quay clip thế? Các bạn có biết con Cavini là con nào không? Sao lại vào mới vào rồi anh Do lại chửi em là em thế nào? Tôi đã biết cái gì đâu, em là một cô gái yếu đuối mỏng manh. Đây, đôi tay này nó rất là mềm mại và dễ thương. Anh lại cứ kêu anh Hảo cơ cơ. Nhiều bạn thì bảo anh Hảo cục cưng, nhưng mà mình đoán không lầm thì bạn ấy gọi là cái này không phải là cục cưng mà là cục cái này không phải là cục cưng mà là con gì đó thì mình cũng không biết đâu cơ. Tùy theo các bạn suy nghĩ, nhưng mà mình nghĩ rằng bạn ấy đang có ý định chửi mình hay gì ấy mà. Căng thế nhở? Bạn ấy căng quá trời căng luôn ấy. Ui dồi ôi, ui dồi ôi. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Butterfly. Đông em đẹp nha các bạn, trang phục rất là đẹp luôn. Cái trang phục này có thể nói là khá là chất. Trời ơi, chất chơi người rơi chứ không phải là chất gọi là chất như nước cất đâu nha. Đấy, các bạn thấy trang phục đẹp không? Đẹp không? Ui dồi, đánh phát nào hiệu ứng băng giá nó cứ tóe ra cho lạnh hết cả người luôn. Tại vì đang ở trong phòng lạnh đâm ra nó gọi là lạnh lại chứ. Lại đứng ra ngứa bầu trời thì có mà chơi trang phục nào thì nó cũng chảy mỡ ra chứ đừng có nói là chảy nước nha các bạn. Gớm lắm. Ok, mình đang lên cho nó cái dìu. Cái dìu Leviathan nha các bạn. Uầy, 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 các bạn gì thôi. Quýnh nhau từ từ thôi, để em tới em sơ múi cái nào. Mới vào thôi mà anh với chị đã quanh nhau sấp mặt luôn rồi à. Ui dồi, hàng về, em tới với các anh, các chị rồi đây. Em tới rồi đây, em tới rồi nè. Em tới rồi mà không có cái gì thế này làm sao em vui được. Chờ em buồn, em khóc bây giờ đấy. Mà anh với chị thì cứ thế. Anh Gió đâu rồi? Hồi nãy chửi người ta quá trời rồi, bây giờ chửi nữa không? Mình chửi nhau tay đôi này. Một khi mà nó máu thì đừng hỏi bố cháu là ai nhá. Một khi mà có thai đừng hỏi ai là bố cháu nhá. Em bay vào em ăn cái con quái luôn. Em ăn cái con rồng luôn cho nó máu lửa. Úi dồi ôi, rồng hắc ám. Cây đu à? Ghê gớm nhỉ? Úi giời ơi, chừng chảy. Quá phê luôn rồi các bạn ơi. Phê quá phê rồi. Ngon 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 ngon. Úi dồi ôi, ở đường dưới sao mà lát bét vậy? Richter mà để cái con tướng gọi là Batman nó làm thịt á. Mình cảm giác mà Richter thừa sức ăn Batman đấy chứ nhở? Đúng không các bạn? Sao mà làm thịt được? Ui, sợ bật chiêu hai một cái, mình lao chiêu một mình chạy về thôi. À, chắc là anh ấy có ý định gọi là solo Boko. Anh ấy lòng láng luôn, ai ngờ bị Batman tem bạn nó làm thịt các bạn ạ. Kệ nó không sao. Đối với mình thì tem bạn chỉ là con tép. Đấy, bám mép con mèo. Mèo liếm mép một phát là con tép biến mất ngay. Úi trời ơi, lại gáy. Úi dồi ôi, hello, hello cục cưng. Đứng lại anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh đi đâu đây? Hàng về. Úi dồi ôi, thế có khi là lại phê đấy các bạn ạ. Các bạn thấy mình gọi là chơi vị tướng Butterfly ghê gớm không? Mẹ lao vào như đúng rồi luôn đấy chứ. Có phải là mình... Úi giời, ai bắn đi anh? Nào bắn đi anh? What the hell? Mà đừng có làm thế nha. Người ta sợ hết hồn đó. À, thấy không các bạn thấy không? Mình đã bảo rồi mà. Ông John này là ông có ý định ông ấy gọi là ám sát mình đấy. Các bạn thấy nó bắn cái mũi tên vừa rồi không? Nó bắn mình đấy. Trời ơi, chị cứ cố nản quá đi. Thù trong giặc ngoài. Bây giờ bồ nó còn có ý định để giết bồ luôn thế này cơ mà. Trời ơi là trời. Chứ bây giờ nghĩ sao các bạn thấy không? Con do nó bắn vậy thì chắc chắn nó bắn mình rồi, đâu bắn ai đâu. À không, bạn ấy có ý định ăn KS cái con rơi ấy, nhưng mà không ngờ không đủ đam. Natalia à? Ba bạn gì gì đó ơi, sao bạn lại chết quéo con cua ngoài vậy? Ui giời, con lính kìa. Ui giời, có mỗi một con thôi, kệ đi ha. Chạy lên đỉnh trên, Batman nó đang ở đây này. Batman nó đang ở đây này. Batman nó đang ở đây này. Nó đang ở đây này. Nó đang ở đây nha, AD cẩn thận nha. Trời ơi, bạn mặc dù bạn ấy chửi mình, bạn ấy chê mình, bạn ấy ghét mình, nhưng mà mình vẫn có cái tấm lòng gọi là cao cả. Cẩn thận đấy. Batman nó đang ở đây này, nó chơi vừa kìa. Về đây. Về đây bạn ơi. Bạn gì gì đó ơi. Anh ơi, anh ơi, nó làm gì anh bây giờ? Trời ơi là trời. Đừng sợ, đừng sợ, em sẽ trả thù cho anh. Mày láo hả mày? Hư nè, quéo càng cua này quấn luôn. Quấn luôn, quấn luôn. Chơi luôn. Một khi mà đã máu thì em chạy luôn cho nó nhanh. Chứ bây giờ mà máu quá là bay vào chủ bắn chết hay gì? Thấy chưa các bạn thấy chưa? Trời ơi, một con người hết lòng vì đồng đội luôn ấy. Đồng đội mà nó gặp nguy hiểm một cái là mình la ó các thứ kiểu. Nhưng mà cuối cùng đồng đội mình nó lại coi mình giống như kẻ thù của nó. Nó chửi đã đời rồi nó lấy cái mũi tên nó bắn mình. Trời ơi, nghĩ gì thấy cũng tội nghiệp mình quá trời luôn á. Bản thân mình còn thấy là tội nghiệp bản thân mình nữa mà. Các bạn có thấy thương mình không?
nếu thương thì để lại cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh nhá. Chết, đồng đội bị bính kìa. Cố lên, chạy vào đây, qua bên đây, chạy qua đây, em tới rồi đây. Trời ơi, nó đã giết anh đúng không? Em sẽ trả thù cho anh. Hello, chạy đi đâu? Đi đâu con sâu này? Làm sao mà chạy được? Anh thì cứ thế. Anh biết tớ là ai không? Tớ là Butterfly đấy. Đồng em đẹp đấy. Trang phục hơi bị chất nha. Ui giời, mùa hè mà chơi trang phục này thì có mà gọi là lạnh toát cả mồ hôi hồ ra nha các bạn. Mít nó AFK hả? Ờ ha. Mít nó ghê ông nội, AFK còn khỉ nó đứng dưới kìa. Phét. Lại chém gió à. Ăn bùa nè. Mít ơi. Bạn ơi, bạn Natalia gì gì đó ơi, qua ăn mít đi nè. Ăn đâu, qua ăn bùa đi, bùa xanh nè. Trời ơi, bùa xanh quá trời luôn nè. Đó, ăn bùa thoải mái luôn đấy. Mình chỉ giúp đỡ thôi. Đấy các bạn thấy không? Đồng đội như vậy đó. Đồng đội như vậy đó. Thì chừng chứ. Tại sao lại chửi người ta hả? Khốn nạn quá đi, em tới đây. Cúc cúc ra. Trời ơi, Company ơi, bay vào làm láng luôn. Giết, giết hết, không cho đẻ trứng. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Con hàng đâu rồi? Ồ, truy sát em bạn luôn chứ sợ à? Tớ lại sợ các bạn quá cơ. Bay vào chết. Chạy. Hụt rồi các bạn ơi. Úi dồi ôi. Tớ nhây với bạn luôn đấy. Rồi bạn làm gì nhau? Bạn muốn làm cái gì tôi? Lao vào. Bật chiêu cuối. Đâu rồi? Con hàng đâu rồi? À đây. Batman kìa. Hãy xem ta đây. Một khi mà nó mau đừng hỏi bố cháu là ai. Một khi mà Butterfly này có thai á. Sống. Mình nhớ cái chủ nó bắn không chết mà ta. Đậu xanh nhà nó hình như dính cái chiêu 2 của con Batman hay gì á. Trời đất ơi, qua đấy chết nhảm rồi vãi. Mình cứ tưởng mình sống nhăn sống nhó rồi. Ai ngờ lại quéo càng cua luôn các bạn ạ. Đời nó đen. Nhiều lúc nó đen như củ sen ý. Đau lòng chiến sĩ. AD bên tao ngu vờ cờ. Bạn ơi, đề nghị bạn không lên chê đồng đội như thế nhá. Mình thấy bạn ấy chơi tốt mà. Tại vì mình chơi tốt hơn một tí, đâm ra bạn ấy hơi yếu với mình thôi mà. Có cái gì đâu mà phải căng thẳng chửi đồng đội như thế là thế nào nhở? Dẫu biết rằng đời nó còn nhiều khó khăn, mình cố gắng là ai biết đâu sẽ được lật kèo. Các bạn chỉ cần cố gắng thôi, mình sẽ sẵn sàng là để cho tem bạn gọi là lấy một sao dễ nhân cháo. Còn nó lại giết đồng đội mình nữa rồi kìa. Mẹ đi anh John ra anh giết à? Hãy xem tôi đây, em sẽ trả thù cho anh. Anh John yên tâm đi. Đó, thấy chưa? Trời ơi, một pha lao vào thôi. Một cái xèo thôi. Như vậy là sẽ trả thù được cho anh John đẹp trai rồi đấy. Úi trời ơi, vỡ mồm. Các bạn thấy mình ghê gớm không? Mặc dù do nó gọi là chửi mình thảm thiết luôn ý. Nó chửi rồi nó đòi gọi ám sát mình luôn ý. Nhưng mà con người tình đồng đội nó cao cả lắm. Các bạn là cứ bảo mình gọi là thế này thế kia. Có đâu nha. Em tới đây. Caffini thêm bạn kìa. Vera thêm bạn kìa. Úi xôi hơi hàng về. Anh lại đường lạc lối ở Bắc Kinh à? À đi đâu con sâu này? Cái đi đâu vậy? Đi đâu anh núi sổ anh du béo ơi? I love you. Đậu xanh nhà nó trượt 3T à? Nó trượt băng à? Trượt băng nghệ thuật à? Anh ơi, chạy đi đâu con sâu này? À đây con hàng đây rồi. Con hàng đây rồi. Ê. Chạy đi. Anh ơi, anh gì gì đó ơi. Ấy, đậu xanh nhà vẫn chạy à? Cố gắng chạy đi đâu đây? Đứng lại em ơi, anh gì đó ơi. Anh ơi, sợ mông sợ má cây. Anh ơi, anh. Trời ơi, nghĩ sao mà nó chạy nhanh thế. Nhanh không chịu được. Có khi mình lao vào pha đấy, có khi lại quéo con cua rồi đấy các bạn ạ. À, thu lên nhẫn phong thần. Không cần nhẫn đâu. Tại vì mình quá xanh là mình bay vào một cái là tem bạn. Này thì lì này, lì cho ăn củ mì này. Eo ơi. Em tới đây. Xém nữa thì được. Làm gì vậy? Úi giời ơi, không sợ đâu, đúng rồi. Có anh ảo đây rồi mà, sợ hãi cái gì? Chuyện đâu còn cái đó, có đó đúng không? Có cái khó nào cứ để anh ảo lo. Đơn giản chứ đang giỡn thôi mà. Có anh ảo ở đây rồi. Đừng có sợ nha. Đó. Đâu anh John gáy em cái nào anh John ơi. Anh John gì đó ơi, gáy hộ em cái nào anh ơi. Đề nghị anh gáy lên phát coi nào. Trời lúc đầu vào mới vào tôi gáy to quá. To không chịu được. Nhưng mà mình là con người gọi là không có chấp dứt. Đấy. Phải người khác là nó để cho bạn chít quéo càng cua thì nó không bao giờ nó cứu đâu. Nó không bao giờ trả thù đâu. Nhưng mình người khác à. Anh ấy mà quéo càng một cái là mình bay vào mình gọi là trả thù liền. Rồi ôi. Đấy mới gọi là đồng đội tốt chứ. Đúng không các bạn? Có đúng không? Quá là đúng luôn đấy chứ lại bảo không đúng đi.
tí lập tem đi hả? Thôi tem tiếc gì ba, lập tem cho nó chửi tôi hay gì. Ôi ông John, ông nhìn cái mặt của ông là biết biến thái rồi. Mấy thằng biến thái là ghê gớm lắm. Nhìn cái mặt là biết biến thái rồi. Ôi ôi, cướp người yêu bạn kìa, đâu ra cái tên nó nói lên tất cả rồi. Cái định mệnh đó là tên nó nói lên tất cả luôn các bạn ạ. Cướp người yêu bạn. Úi thôi, đừng có làm bạn với nó. Định mệnh hồi đó cướp người yêu đó. Trời ơi, cái thằng biến thái này, cái thứ gì đâu mà nó đặt cái tên kìa. Đúng là cái tên nó nói lên tất cả, cướp người yêu bạn. Trời ơi, em sợ quá cơ. Anh Batman ơi, em tới với anh rồi đây. Đi đâu vậy con sâu này? Ăn bùa đi. Đúng rồi, mình không ăn đâu, bạn cứ yên tâm. Sợ. Mặc dù bạn cướp người yêu bạn đấy chứ, hay là cướp lấy em đi. Nè, em nè, em ảo nè. Cướp đi, đừng ngại ngùng. Và hãy cướp lấy cái thân xác bé bỏng này đi, đừng thẹn thường nhé. Biến thái này mà đúng không? Thằng khốn nạn biến thái này. Trời ơi, cướp người yêu bạn. Ôi, có khi nào nó làm thế không á trời. Bạn bè với nó mà nó cướp vậy đó các bạn ạ. Các bạn có thấy là đáng sợ không? Quá đáng sợ luôn đấy chứ. Ui ôi, tay bên kia đỡ không nổi rồi các bạn ạ. Em tới với các bạn rồi đây. Tất cả cúc ra. Con cho xin mạng cái cơ nào. Mới được có 10 kill, ít quá. Ít không chịu được. Đây, dù béo này. Chạy đi đâu con sâu này. Hư nè. Chạy đi. Hồi nãy chạy quán trời chạy luôn, bây giờ thì chết méo càng cua nhá. Trời ơi, về ra kìa. Hàng về. Úi dồi ôi, hàng về. Đi đâu con sâu róm này. Làm sao mà sống được hả bưởi. Chết nè. Wow. Trời ơi, quá phê luôn rồi. Úi dồi ơi, chủ bắn phát. Anh méo càng cua luôn các bạn ạ. Ok, như vậy là clip của mình về vì được Butterfly đến đây là kết thúc mất rồi. Các bạn thấy video hay cũng như là cảm thấy các bạn thấy vui thì nhớ để lại cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, hẹn gặp lại bữa trong clip sau. Chọ. Đăng ký kênh và like và comment ủng hộ mình nhé. Bye bye tất cả các bạn nha.